chiến thuật câu giờ giúp Ukraina câu giờ trước đà tiến của Nga. Hãng tin Mỹ AB dẫn lời các chuyên gia quân sự đưa tin hỏa lực của Ukraina đã được cải thiện sau khi Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ, nhưng trong khi chờ đợi đạn pháo đến được tiền tuyến, Ukraina dường như đã phải chấp nhận lùi về để câu giờ. Giới quan sát dự đoán, trong thời điểm Ukraina chờ đạn pháo được bàn giao để đối phó năng lực quân sự áp đảo của Nga, Moscow đã đang và sẽ giành thêm lãnh thổ đặc biệt vào mùa hè đang tới gần khi mặt đất trở nên cứng hơn các chuyên gia cho rằng ukraine đang áp dụng chiến thuật bẻ cong nhưng không gãy để câu giờ cho đến khi có thêm vũ khí và đạn dược của phương tây đến mặt trận cơ chế này giống như kéo căng một sợi dây thun nhưng không làm đứt để nó có thể co lại vào thời điểm thích hợp để làm được điều này ukraine dường như đã chấp nhận mất lãnh thổ để lùi về phía sau nhằm chiến đấu từ các vị trí phòng thủ kiên cố hơn chờ thời cơ để đảo ngược đà tiến của nga các chuyên gia quân sự cho rằng bằng việc đưa ra những quyết định đau đớn là mất lãnh thổ ukraine đã rút lui về các vị trí được bảo vệ tốt hơn từ đó quân đội ukraine có thể chiến đấu hiệu quả hơn và bảo toàn nhân sự các nhà phân tích giải thích rằng trong một chiến lược như vậy thời gian là yếu tố chủ chốt ukraine có thể cố ý nhượng bộ các lãnh thổ nhỏ để có cơ hội giành lại nhiều hơn sau này Hãng tin Mỹ cũng nhấn mạnh rằng chiến lược này trái ngược với trận chiến kéo dài 9 tháng ở Bakhmut, nơi quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể trong nỗ lực nhằm chặn đà tiến của quân Nga với ưu thế áp đảo về cả nhân lực và hỏa lực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havilik nói với AB rằng Ukraine đã nhìn thấy kết quả viện trợ của Mỹ, lợi thế về pháo binh của Nga là 7 trên 1 vào đầu năm, nhưng đã giảm xuống còn 5 trên 1 vào lúc này ông Havilik lưu ý rằng Ukraine cần ít nhất 130 máy bay chiến đấu F-16 để chống lại sức mạnh không quân Nga. Ông tự tin Ukraine theo thời gian sẽ đạt được ưu thế trên không trước đối thủ. Cuối tháng trước, Ukraine mở cuộc điều tra trong nội bộ lực lượng nhằm tìm ra nguyên nhân Nga đã đạt được đà tiến nhanh chóng ở Kharkov trong tháng 5. Vào thời điểm đó, phía Ukraine nói rằng họ đang xem xét thông tin rằng các lữ đoàn bảo vệ Kharkov bất cẩn lơ là dẫn tới mất vị trí, khiến Nga dễ dàng băng qua biên giới mà không bị ngăn cản. Trong khi đó, chỉ huy một đơn vị quân đội Ukraine Denis Yarosavy cho biết, cuộc đột phá của Nga ở Kharkov là do lực lượng Ukraine thiếu sự chuẩn bị. Ông Yarosavy nói với BBC rằng Ukraine không có tuyến phòng thủ đầu tiên ở Kharkov. Giải thích về thông tin về hệ thống phòng thủ lỏng lẻo ở Vochansk, Kharkov, ông Tama Gambaravi, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, khẳng định rằng kiev có xây công sự xung quanh thành phố giáp nga tuy nhiên ông cũng thừa nhận việc xây dựng rất khó khăn vì nga thường xuyên tấn công trong thời gian qua